Diễm xin chào tất cả các anh cần thủ nha. Và quay trở lại video tối hôm nay, video 1069 thì bên em có lên lô tổng hợp nha các anh, bao gồm là phụ kiện này, phụ kiện với lại máy câu với lại cả cần câu luôn. Cần thì hôm nay em có một cây cần vip iso mới về luôn, tranh thủ lên cho các anh nha, của NFT, chiều dài 6m3 và cây này nó có độ cứng là 1.5 ạ. Và những mẫu cần dây trong, 4 cây dây trong nha các anh. Và những mẫu cần lua này, cần lua với lại 2 khúc 3 khúc, cần carbon, cần 2 khúc 3 khúc hàng tuyển chọn nha các anh. Và cuối video thì có một cây 4m2 này. Đấy, cái này thì 4m2, 3 khúc nha, 3 khúc 4m2, cứng xếp, dàn khoen xích gôn rất là đẹp. Anh nào đánh bạc bãi biển mà câu câu ba tiêu săn hàng á thì mình tham khảo cây này nha. Em lên phía cuối video cho mình ạ. Và đầu video thì cũng có 3 cây tripod nha các anh, chân máy ảnh quay phim này và máy câu mini với lại phụ kiện câu ạ. Em mời các anh tham khảo nha. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn, còn đơn máy với phụ kiện thì là 30.000 nha các anh. Và em cũng xin phép trước là đối với những đơn phụ kiện trên 500.000 em mới miễn phí ship được nha các anh, riêng đối với phụ kiện ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi bên góc trái màn hình 0933111365 ạ. Và đầu tiên thì em giới thiệu đến các anh ba cái chân quay trước nha. Cái đầu tiên aluminum tripod, cái này thì thu gọn của nó tầm 55 đến 60 cm thôi các anh, 55 đến 60 thôi. Các anh xem nè, cũng còn đẹp, tương đối 85%, ít xước nha. Cái màu nó vẫn còn đẹp, nó là dạng ba chân như này. Các anh chỉnh ra nó sẽ tự đứng vững nè. Đây dạng ba chân nha các anh. Thu gọn là 55 cho đến 60 và khi mà mình zoom ra hết á thì nó được 1m1, 1m15 ạ. 1m1, 1m15, tùy các anh muốn zoom tới đâu nha, muốn zoom lóng nào, đấy, zoom tới đâu. Đó, ví dụ mình muốn zoom tới đây thôi, mình ấn cái nút này là nó sẽ chặt nè các anh. Còn muốn zoom ra dài ra thêm cũng được, mình cứ ấn nút này là nó sẽ chặt lại ngay cái vị trí mà các anh muốn zoom nha. Đấy, có tới tận 3 chế độ zoom này, 3 lóng zoom, dạng 3 chân. Và đây là cái tay cầm để các anh điều khiển này, mình điều chỉnh qua lại, gắn máy vào đây rồi chụp hình quay phim đều được hết nha các anh. Để mình đi câu á, mình để một cái cây chân quay này xong rồi mình gắn một cái điện thoại vào để chụp hình hoặc là quay phim những cái khoảnh khắc các anh lên cá rất là ok luôn nha. Và cây này có mã số 1 giá 200.000, mã số 1 nha các anh, giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 thì cái chân quay này nó sẽ ngắn hơn một tí nha các anh, nhỏ hơn một tí, thu gọn tầm 50 thôi. Còn zoom ra thì cũng tầm 1m, 1m15 luôn. 1m1, 1m15, cũng có 3 chế độ zoom này, để dạng 3 chân như này. Đứng rất là vững nha các anh, chỉ cần mở 3 cái chân ra thì nó sẽ đứng rất là vững này. Còn đây là phần tay cầm để điều chỉnh. Và khi các anh vặn ốc á, thì nó có thể điều chỉnh lên được nữa nha, để điều chỉnh dài ra được nữa. Còn đây là phần tay cầm này, tay cầm mình điều chỉnh máy quay lại. Cái dòng này á, nó quay mượt lắm các anh. Điều chỉnh máy quay lại nên là thành ra cái video của mình nó sẽ rất là mượt nha, nó chuyển động cực kỳ mượt luôn. Và cái này thì mã số 2 nha các anh, mã số 2 150.000, mã số 2 150.000 ạ. Tiếp theo mã số 3, cái này thì dành cho các anh, còn mình sử dụng dạng chuyên nghiệp hơn nha, thu gọn 65 cm, Felbon CX560. Cái này thì dạng chuyên nghiệp hơn, chắc chắn hơn nha các anh, chắc chắn hơn, dày dặn hơn nè, hàng Nhật bãi về nè, các anh cứ yên tâm về cái chất lượng của những cái dòng nội địa Nhật với lại xuất sang Nhật, các cái chất lượng nó rất là tốt, mình cầm vào mình cảm nhận được ngay nha các anh, cầm vào cảm nhận được ngay. Đây là cái phần tay cầm điều chỉnh qua lại nè, cái ở đây thì góc máy nó hơi thấp một tí, mình đang xem này. Đấy, căn xoay nha, là nó sẽ lên nè, nó sẽ xoay lên đấy, nó sẽ xoay lên như này và có xoay xuống rồi nha các anh, xoay lên xoay xuống. Đây là điều chỉnh cái phần ở trên thôi này, còn đây là tay cầm này, tay cầm điều chỉnh qua lại đều được hết nha các anh, tay cầm điều chỉnh qua lại ạ. Và cây này nếu mà các anh zoom ra hết cỡ luôn thì nó sẽ được tầm 1m4 nha các anh. Cái này dành cho các anh sử dụng dạng chuyên nghiệp. Đấy, chuyên nghiệp thì mình lấy cái này nha, nó dài hơn, to hơn, chắc hơn, cầm rất là nặng tay luôn, hàng Nhật nên là rất là chất lượng, các anh cứ yên tâm nha. Felbon CX560 ạ, 560.
cũng ít xước nha các, rất là ít xước, còn mới đẹp nè. Thì những cái ống zoom, mấy cái này thì em kiểm tra hết cho mình rồi nè, các anh cứ yên tâm sử dụng nha. Và cái này có mã số 3 giá là 600.000, mã số 3 giá 600 nha các, theo bo xế 560. Tiếp theo mã số 4 thì có một cái dòng lưỡi câu nha các, là lưỡi câu cá chim ạ. Lưỡi câu cá chim, và về chiều dài của lưỡi này á, thì nó sẽ được 4 mô ly vỡ nha các, dài 4 mô ly. Còn chiều rộng là 1 ô rưỡi ạ, dài 4 mô, rộng 1 ô rưỡi nha các. Lưỡi này là lưỡi có ngạnh, màu đen, có ngạnh nha, thân dài, nên là nó rất là hạn chế cái tình trạng mà cá cắn cước nha các, nhất là cá chim. Em nào câu cá chim không nên bỏ qua dòng lưỡi này nha, rất hạn chế tình trạng cá cắn cước luôn ạ. Và mỗi một vỉ như này á, thì sẽ có 15 lưỡi ở bên trong nha các, một vỉ 15 lưỡi, và ở đây thì có combo là 6 vỉ cho mình ạ. Combo 6 vỉ, câu cá chim này, câu chết, câu cá chẽm, câu săn hàng đều được hết, câu đa dạng nha các. Combo 6 vỉ, mỗi vỉ 15 lưỡi, mã số 4 giá là 99.000, mã số 4 giá 99.000 ạ. Tiếp theo mã số 5 sẽ là lưỡi size số 4 nha các, của Oli, đây là lưỡi đơn đài nha. Lưỡi đơn đài dạng lưỡi trơn, không sử dụng nặng, trơn toàn thân luôn các. Các xem cái form lưỡi á, nó là dạng thẳng đứng như này. Đấy, nó thẳng đứng luôn nha các. Và cái đầu lưỡi của nó cực kỳ sắc bén luôn, là khi chạm cá nó hạn chế tình trạng sảy cá cực kỳ luôn nha các. Hạn chế tình trạng sảy cá cho mình. Lưỡi Oli của Hàn Quốc này, size số 4. Chiều dài nếu mà đặt trên vỏ ly á, thì về chiều dài nó sẽ là 2 ô nha, còn chiều rộng là 1 ô. Để căn cứ hình dung trên vỏ ly cho nó dễ nha. Dài 2 ô, rộng 1 ô ạ. Đây là lưỡi size số 4 này. Mỗi vỉ 10 lưỡi, combo 10 vỉ 119.000. Combo 10 vỉ 119.000, mã số 5 ạ. Và tiếp theo mã số 6 là một con máy câu Zero Mini nè các. Dạng máy câu mini, canh câu tôm, bè cá nhỏ mình bỏ túi mang theo, quá ok luôn các. Cối là dạng cối kim loại, cối kim loại nha. Zero Mini, size 500 ạ, ZM500. Hàng China xuất thị trường Nhật, thân carbon, cối là cối kim loại. Máy chạy một bạc đại. Cái tiếng kêu của nó này các, quá bén luôn, quá bén luôn nha. Và vòng tua cao, vòng tua 5.2 ạ. Size máy là size 500. Cái tiếng kêu quá bén luôn các, dài cước con lăn đều còn hoạt động tốt hết ạ. Còn hoạt động rất là tốt và có thể đảo chiều tay quay, đảo bên trái bên phải đều được hết. Zero Mini, máy có chạy bạc đạn, vòng tua 5.2. Và máy này thì sẽ có mã số là số 6 nha các. Mã máy số 6, máy có giá là 150.000. Mã máy câu số 6 có giá là 150.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7 nha các. Số 7 sau một con máy cổ để canh vừa câu vừa sưu tầm. Đây là máy của Dynamic nha, Aseno 970 ạ. Và máy này là hàng nội địa Nhật luôn nha các, Made in Japan. Thì sử dụng là hợp kim toàn thân hết, kể cả tay quay nha các. Kể cả tay quay nè, và máy này thì nó chỉ sử dụng một bên tay bên phải thôi. Máy tay phải nha, dạng máy cổ để canh vừa câu vừa sưu tầm ạ. Gài cước này, gài cước và con lăn cước vẫn còn sáng đẹp ạ. Cối của nó là cối sóng nha các. Khi xoay cái tiếng kêu rất là bén luôn, em mời các anh xem nha. Tiếng kêu này rất là bén ạ. Dạng máy cổ câu sưu tầm, Dynamic nha các. Có chốt chặn một chiều ạ. Và khi các anh nhấn lúc này á, thì nó sẽ qua hai chiều nha. Có một chiều, hai chiều đầy đủ luôn. Một chiều thì có chốt chặn cho mình. Và mã máy số 7, mã số 7 giá máy là 268 nha các. 268, máy số đẹp cho nó luôn nha. Mã số 7 giá là 268.000. Và tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8 là một cái hộp mồi nha các. Đây là một cái hộp mồi. Trong này thì có mồi dạng mồi thì nè. Có mồi thì của những cái hãng Kotex nha các. Những con mồi hãng nổi tiếng. Mồi xịt nha các, là mồi 5g của Kotex này. Cái này mình về mình chỉ cần thay lưỡi câu thôi các. Vì lưỡi theo năm tháng á, nó bị rỉ rồi, các anh thay lưỡi câu thôi, mình đi câu vẫn bình thường hết. Đấy, và thêm một con mồi. Là mồi này thì các anh đánh lu ok này. Đấy, đánh lu ok lắm nha các. Đấy, thêm hai con mồi lu bên này. Thêm bánh cho các anh cả hộp với lại cả phụ kiện bên trong luôn, thì giá là 150.000 nha. 150.000 cả hộp cả phụ kiện. Cái này mình về mình chia nhỏ ra phụ kiện này, mình đựng hai chặng phao rồi phao hoặc chì rồi mồi câu, thoải mái các, cả hộp cả phụ kiện 150.000, có mã số 8 ạ. Mã số 8 150.000. Tiếp theo là mã số 9 nha các. Số 9 là combo lưỡi câu ạ.
Thì ở đây em có 3 size, đó là size số 10, 11 và 12 nha các. 3 size lưỡi cho mình ạ. Và những cái mẫu lưỡi này đều là lưỡi săn hàng hết nha các. Đều là lưỡi săn hàng, như cái size 12 này á, nếu các anh đặt trên vỡ ô ly nó sẽ được 4 ô ly vỡ nha. Để các xem nó hai đốt tay em luôn nha. Hai đốt tay luôn này. 4 ô ly hơn tầm 4 ô rưỡi nha các. 4 ô rưỡi, còn chiều rộng sẽ là 2 ô ạ. Lưỡi sử dụng lưỡi cón ngạnh nha các. Thân rất là dày luôn, có lỗ xỏ cước. Và các xem cái đầu lưỡi nó sẽ hơi móc vào bên trong một tí. Nào khi chạm cá nó hạn chế sảy cá rất là tốt luôn nha các. Cái đầu lưỡi nó sẽ hơi móc vào bên trong. Và size số 12 với 11 mỗi hộp sẽ được 30 lưỡi ạ. Mỗi hộp như này là 30 lưỡi nha các. Hàng mới chưa có qua sử dụng là canh cứ người ta về số lượng nha. Đủ lưỡi cho mình. Size số 12 và 11 thì mỗi hộp 30 lưỡi. Và cái này thì xếp combo lộn xộn nha các. Combo lộn xộn tổng cộng là 10 hộp tất cả ạ. Tổng cộng 10 hộp combo lộn xộn cho mình. Có mã số là số 9 nha các. Mã số 9 combo 10 hộp này sẽ có giá 99.000. Mã số 9 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo thì em xin phép lên cần câu nha. Đầu tiên một cây iso NFT chiều dài 6m3, độ cứng 1.5, Hyperlock ạ. 6m3 cứng 1.5, có mã code có tên vàng, bác sử dụng bác Fuji FS6, bác gập. Và con này thì nó có 6 cái, à không à, có 7 lóng luôn nha các. Còn tới tổng 7 lóng và 3 cái khuyên chạy. Phô thì sử dụng phô xoắn vân này. 7 lóng thì nó sẽ xoắn vân hết 5 lóng nha các. Còn 2 lóng kia thì xoắn thường, xoắn vân, màu vân xanh nha. Thường NFT nó sẽ có hai màu là xoắn vân xanh với lại xoắn vân màu đen nha các. Đen xám. Cái này thì xoắn xanh này, đẹp ạ. ISO 6m3 độ cứng 1.5. Cần ra thẳng nha các. Cái này em ra cần rồi, ra thẳng. Nếu mà hạ tay á, thì được trên 4H ạ. Hạ tay trên 4H. Còn ISO giờ thì các anh câu đơn này, câu bè, cá cháp, cá hanh, hoặc câu ghềnh, cầu cảng. Hoặc có thể hạ cần tay đơn đài luôn nha. Nếu các anh có nhu cầu bên em hỗ trợ hạ tay miễn phí cho mình ạ. Dàn khoen sử dụng khoen Fuji loại sứ xám, khoen nguyên zin theo cần. Fuji sứ xám, khoen bát Fuji. Và đọt sẽ là 1 ly trọng lượng 228g. Đọt 1 ly nha các, 6m3, cứng 1.5. 228g và mã cần số 1, giá cần này là 1.550.000. 1.550.000 mã cần số 1 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ một cây cần dây trong ráp khúc nha các. Cần dây trong ráp khúc Inner Liner, chiều dài 1m8, Power Big này, Super Premium. Cái hãng này thì em nhớ là giống như một cái cây cần tay mà em từng lên cho các anh. Cần 7m2, zoom 8m1, có hai đọt á, với lại một cây 9m luôn. Cái hãng này là nó của Nhật nha các. Power Big Super Premium này. 1m8, độ cứng 80. Anh nào mà mình kiếm phôi để mà mình lên khoen á, cầu ngâm, lăn xê hoặc đánh tra chim, nên chọn những cái dây trong nha, phôi nó siêu dày luôn. Đa số khách bên em lên khoen cũng toàn chọn những cái phôi cần dây trong hết. Này các anh xem này, đầu bu của nó với khoen dẫn đều là xứ xích hết, nguyên zin theo cần, bát Fuji bát vặn, tay cầm cánh mút ạ. Bát nguyên zin nha các. 1m8, độ cứng 80, đọt là 3 ly 3, trọng lượng 255g. Và mã cần số 2, mã số 2 giá cái này 490.000. 490.000 mã cần số 2 ạ. Và tiếp theo mã số 3 sẽ là một cây Shimano dòng Chiton nha các. Shimano Chiton EV 3m, độ cứng 30, cần câu rút dây trong ạ. Shimano Chiton EV phôi carbon xoắn nổi luôn ta. Carbon xoắn nổi, nó xoắn dạng xoắn gân nha. Dạ xoắn gân cho mình. Cần đẹp 3m, cứng 30. 30 nhưng mà cần ra rất là thẳng nha các anh, nó không có bị quá mềm đâu, các anh cứ yên tâm nha. Ra thẳng đọt nảy tốt, đơn ngâm lăn xê hoặc câu bè đều được hết. Khuyên dẫn và đầu bu đều là Fuji xứ xích, bát Fuji bát vặn, Shimano Chiton, đọt 3 ly 2, trọng lượng 247g. Và mã số 3 giá cần 590.000. Một cây cần câu rút dây trong Shimano Chiton nha các anh. Đây lô cần hiện nay thì em đã đều giảm giá hết tất cả các nhờ những cái sản phẩm ở đây. Là giá rất là hời để các anh có thể trải nghiệm, mình cứ tham khảo thử nha. Mình chuyển khoản thanh toán trước hoặc là đặt từ hai sản phẩm trở lên thì em hỗ trợ miễn phí ship cho các anh nha. Và tiếp theo mã số 4 là một cây Suyumi Marine Way, chiều dài 3m, độ cứng 50 ạ. 3m cứng 50, khoen dẫn đầu bu đều là xứ xích hết nha các anh. Đều là xứ xích, 3m cứng 50 nè.
Ngâm lăng xê, các anh thích đánh cứng cao một tí thì cứng tầm 50.000 là quá ok luôn ạ. Tay cầm là dạng cánh mút nha các anh. Và Suyumi là hàng Korea xuất thị trường Nhật. 3 mét cứng 50. Và đọt cần là đọt 2 ly 4, trọng lượng 295g, mã cần số 4. Mã số 4 Suyumi này có giá là 500.000 nha các anh, 500.000 mã cần số 4 ạ. Tiếp theo mã số 5 là một cây cần 2 khúc Alpha Taker, Seafighter, hàng Korea xuất thị trường Nhật. 2m4 nha các anh, 2m4 và cây này thì cứng 30 nè. Đấy, đơn bè đánh ngâm đều thoải mái hết nha. Cứng tầm 30 này thì khi mà các anh dòng cá, cái đầu của nó sẽ có độ dẻo hơn và mình đánh nó sẽ có cảm giác hơn nha. Đầu bu với lại khuyên dẫn đều là xứ xích hết. Alpha Taker, Seafighter, 2m4 cứng 30. Bát Fuji chữ vàng luôn, bát vàng, tay cầm cái mút ạ. Và cái đoạn tay cầm này á, là nó sử dụng phôi xoắn vảy cá, xoắn hai da nha các anh. Xoắn vảy cá hai da bên dưới này. Đọt 2 ly 6, trọng lượng 293g, mã số 5. Mã số 5 và giá cần là 500.000 nha các anh, 500.000 mã cần số 5 ạ. Tiếp theo số 6, thì hôm nay có về được 5 cây cần lưu rất là VIP nha các anh. Toàn là khoen xích với lại xích gold này. Và có cả khoen AGS dạng khoen mới nhất nha các anh. Khoen đời mới nhất. Này mở ra xem. Đầu tiên là một cây 2m4 độ cứng L của Ryobi ạ, 2m4 cứng L. Tải mồi từ 7 cho đến 28g, thông số này thông số tầm ML rồi, các anh đánh ML cũng thoải mái ok nha. Nó không có quá mềm đâu nha các anh, đọt không quá mềm, tải mồi 7 đến 28g, nhái hơi nhái thật đều được hết ạ. Và bát thì sử dụng dạng bát hãng này, bát này nó chắc lắm các anh, rất là chắc nha. Có một cái là để xoay cố định máy nè, còn một cái là để chống trường. Còn cái phần tay cầm sẽ là cánh gỗ bần ạ, tay cầm cánh gỗ bần, phôi carbon xoắn, còn Ryobi. Và khoen thì sử dụng dạng khoen ba chân, khoen Fuji loại xứ xích. Xứ xích này nó ra dây nhanh nha các anh, nhất là cần lua, cần lua mình ném xa này. Còn những cây như khoen xịn như này mình ra dây nó sẽ nhanh hơn các anh, nhanh hơn, nó chống xoắn dây của mình nha. Và dây các anh sử dụng mà lâu dài, thời gian lâu dài nó cũng hạn chế mài mòn dây. Đầu bu Fuji xứ xích luôn ạ, 2m4 cứng L, đọt 1 ly 6, trọng lượng 185g và mã cần số 6. Giá cần này là 890.000 nha các anh, 890.000 cho một cây khoen xích nha. Giá rất là tốt để các anh trải nghiệm này, mà các anh tham khảo ạ. Mã số 6, 890.000. Và tiếp theo mã số 7 sẽ là một cây play nha các anh. Một cây cần câu lưu máy đứng dòng play Series 1. Series 1 ạ. Và cây này có chiều dài là, các anh đợi em tí nha, chiều dài cây này như là 3 mét này. Và cây này có chiều dài là 3 mét nha các anh. Dài 3 mét, thông số tải mồi thì từ 1/8 đến 5/8 OZ, còn tải cá được từ 4 cho đến 10-12 LB nha. Và độ cứng của cần sẽ là độ cứng tầm khoảng là L nha các anh. Câu cảm giác cây này thì rất là tuyệt này, 3 mét cứng tầm L. Play nha, Play hàng Đài Loan xuất thị trường Nhật, tay cầm cánh gỗ. Và bát thì sử dụng là bát chính hãng luôn, bát Play, dạng bát vặn như này. Khoen là khoen xích gôn nha các anh, Fuji xứ xích gôn này. Khoen, dạng khoen cây này quá xịn luôn các anh, dạng khoen cực kỳ chất lượng, dạng khoen xích gôn nha. Play chiều dài 3 mét, độ cứng L. Khoen Fuji xích gôn và đọt là 1 ly 8, trọng lượng 158g, mã số 7. Mã số 7 và giá còn là 1.250.000, mã số 7 1.250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8 nha các anh. Số 8 sẽ một cây cần câu lưu của Daiwa, dòng mà Neversat Daiwa nha, 3m độ cứng ML. Cái này là bản China xuất thị trường Nhật, có mà có tem vàng đầy đủ hết, tải mồi từ 5 cho đến 21g. 5 đến 21g, còn tải cá từ 6 cho đến 12 LB ạ. Cần lưu Daiwa nha các anh, Daiwa 3m ML. Bát sử dụng bát Fuji dạng bát vặn, tay cầm cái mút và khoen là khoen xứ xích ạ. Khoen xứ xích dạng khoen hai chân. Fuji luôn nha các anh, Fuji xứ xích khoen hai chân, tay cầm cánh mút. Daiwa Neversat này. Ngoại hình cần này thì còn tầm là 85% nha các anh, có xước theo 5 tháng, còn tầm 85%. Khoen với đầu bu đều nguyên zin hết, Fuji xứ xích ạ. Fuji xứ xích, bát Fuji. Cần chỉ xước nhẹ thôi nha các anh, xước còn tầm 85%, quan trọng là không có dập gãy nha, không dập gãy.
phôi lóng còn tốt này, kênh nhận hàng vui lòng kiểm tra hàng giúp em nha. Bên em thì cho đồng kiểm thoải mái, mình cứ kiểm tra cho nó ok hết rồi hãy thanh toán nha các anh. Đồng 1 ly 8 trọng lượng 211g và mã cân số 8. Mã số 8 giá cân đa qua này là 1650 nha. 1.650.000 mã cân số 8 ạ. Và tiếp theo mã số 9 là một cây đa qua. Đa qua cây này bản cao cấp nha các anh. Hàng cao cấp em mời các anh tham khảo. Sử dụng dàn khoen AGS nha. Khoen AGS, cái dàn khoen đời mới nhất hiện tại bây giờ. Mời các anh xem. Khoen AGS. Cái sứ bên trong của nó đây các, sứ bên trong là sứ xích nha. Khoen này là khoen đời mới nhất, khoen xịn nhất hiện tại luôn nha. Nó vừa nhẹ nè các. Khoen này rất là nhẹ. Phôi thì là phôi carbon xoắn gân. Này đa qua, carbon xoắn gân toàn thân ạ. Bản China xuất thị trường Nhật. Và chiều dài của cần sẽ là, cái này nó dài 2m67 nha các, gần 2m7, 2m67, độ cứng ML. À độ cứng M. Tải dây bia thì từ 0.5 cho đến 1.2. Độ cứng M nha các, 2m67 cứng M. Phôi carbon xoắn gân ạ. Đây mời các anh xem nha. Đây là cần của Daiwa. Khoen đời mới nhất AGS nha các. Khoen AGS, khoen rất là xịn sò này. Còn bát là bát chính hãng của Daiwa luôn, bát Fuji Daiwa dạng bát vặn. 2m67 độ cứng M. Đọc 1 ly 4 trọng lượng 95g. Mấy các anh xem hơn 2m, tới gần 2m7 luôn. Nhưng mà cần quá nhẹ, quá nhẹ nha, chỉ có 95g luôn. Bằng một cây cần UL luôn nha các. Bằng cây cần UL. Phôi quá xịn sò luôn các. Như cây này các anh đánh lóc bông nè, hoặc săn lóc rừng, câu cá chẽm, cá măng, câu những cái vùng nước ngọt, nước mặn, nước lợ đều được hết nha. Khoen này thì nó không có bị rỉ, nên là các anh câu đa dạng địa hình nè. Đầu 1 ly 4 trọng lượng 95g, một cây cần lua quá xịn sò luôn. Mã số 9 và giá cần này là 3 triệu nha các. Mã số 9 còn câu lua đa qua có giá là 3 triệu ạ. Và tiếp theo là mã cần số 10. Đồng này lên rất là nhiều cần lua VIP, các anh thoải mái mình lựa chọn nha. Số 10 sẽ là một cây Gamakatsu ạ. Cần Gamakatsu chiều dài của cây này nó là 2m4 nha các. 2m4. Còn lua Gamakatsu 2m4. Hàng nội địa Nhật luôn nha, có mã code và tem vàng. Bát thì sử dụng bát Fuji Gamma nè. Bát Fuji Gamma dạng bát vặn. Và dàn khoen thì là khoen nòng súng nha các. Khoen Fuji xứ xích dạng khoen nòng súng. Bên dưới có logo của Gamma này. Hàng nguyên zin nguyên bản nha. Nguyên zin nguyên bản khoen nòng súng Fuji xứ xích 2m4 và cây này nó sẽ có độ cứng khoảng tầm là ML nha các. Cứng tầm ML, tải dây bia thì từ 0.8 cho đến 1.5. Khoen đời 3 đây các. Khoen Fuji đời 3 đây. Khoen nòng súng luôn Fuji xứ xích. Khoen đầu bu và bát đều nguyên zin theo cần hết. Một cây lua Gamma VIP nha. Đọc 1 ly 8 trọng lượng 130g. Đấy, quá nhẹ luôn các. Quá nhẹ. Mã cân số 10. Mã số 10 và giá cân này sẽ là 2.560.000. 2.560.000 mã cân số 10 nha các. Và tiếp theo mã số 11. 11 thì em lên cho các một cây cần 2 khúc chuyên câu săn hàng nha. Câu biển, câu săn hàng đều thoải mái hết ạ. Đây là một cây cần 2 khúc chiều dài 3m3 head down, hàng nội địa Nhật nha các. Nội địa Nhật, cây này thì nó không có ghi tên hãng nha, nhưng mà nó là hàng nội địa, hàng Japan. Chiều dài 3m3 và độ cứng 80 cho đến 120 nha các. Các anh đánh săn hàng câu biển này đều thoải mái hết. Cần đọt to, đọt to nha. Cây này đọt nó đọt 4 ly nha các. Đọt 4 ly. Phôi thì là phôi FIP nên là nó vẫn có cái độ dẻo da tốt ạ. Khoen cái đời 3 này các. Nó to như là khoen của cần lục luôn. To như khoen cần lục luôn. 3m3. Cứng 80 đến 120, cứng cao các anh có thể đánh ba tiêu nha. Ba tiêu hoặc câu ngâm đáy này. Câu biển sa hàng hoặc câu cá tra. Câu cá tra cái này cũng phê lắm các. 80 đến 120. Ở đây thì sẽ được quấn chỉ để khi các anh ráp cần vào mình rút ra nó không bị trơn tay nha. Không bị trơn tay. Bác sử dụng dạng bát hãng, bát vặn, tay cầm cánh gỗ. Và trọng lượng của cần này là 520g. Mã cân số 11. Giá 1.150.000. 1.150.000 mã 11 nha các anh. Cần dài 3m3 ạ. Và tiếp theo mã số 12 sẽ là một cây Daiwa Special nha các anh.
đều một cây cần 2 khúc có chiều dài là 24, sử dụng phôi xoắn vảy cá 2 da, phôi carbon cao cấp, carbon whisker nha, xoắn vảy cá 2 da, đầu qua power mat. Khoen thì là khoen Fuji xứ xám hết, còn đầu bu là đầu bu Fuji xứ xích ạ. Chuyên ngâm lăng xê, câu sông hồ, nói chung là cũng đánh đa dạng nha các, 2 khúc thì câu nó được đa dạng lắm. Cái này nó cứng 50 đến 80 nè, và bát là bát Fuji, dạng bát vặn. Cán thì sử dụng là dạng cán dệt nha các, đầu qua cán dệt, phôi carbon nha. Và đọt cần sẽ là đọt 2.2 ly, trọng lượng cây này là 320g, mã cần số 12, giá 850.000, mã 12 giá cần 850.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13 là một cây Shimano phôi xoắn gân ít nha các, phôi cây này quá đẹp luôn, quá xuất sắc, phôi xoắn gân ít cả ngọn cả gốc luôn, cả gốc cả ngọn luôn này, chỉ trừ cái đoạn mà đặt tháp trên này. Trên này thì nó có một đoạn đặt tháp nha các, còn phôi đây là phôi carbon xoắn gân ít. Khoen sử dụng khoen Fuji xứ xám, đầu bu Fuji xứ xích ạ, cứng 50-80 nha, ngọn đặt tháp dài 2m4, xoắn gân ít toàn thân có tem vàng. Bát thì sử dụng bát Fuji, bát vặn. Tay cầm cán mút và đọt cần là 1 ly 6, trọng lượng 224g nha các. Và cây hai khúc này, hai khúc của Shimano này em thấy cũng tương đối nhẹ. Mã số 13, mã 13 giá cần là 950.000, 950.000 nha các, mã cần số 13 Shimano ạ. Và tiếp theo là mã số 14, 14 sau một cây cần hai khúc phôi carbon. Quá xịn sò luôn mà các anh tham khảo nha, đây là một cây Dawa keo láp ạ, special. À không, cái này không phải Dawa nha các, đây là một cây Rambo keo láp special. Phôi của nó cũng giống như phôi của cây Dawa keo láp, là cái dòng xoắn gân ít nha, dòng xoắn gân ít Rambo keo láp này, dài 2m1, độ cứng 200 nha các, 2m1 cứng 200, và khoen là khoen ba chân Fuji loại xứ xích, Fuji xích gôn. Tay cầm cán gỗ ạ, bát sử dụng bát Fuji luôn, bát vặn. Đọt là 4.8 ly nha các anh, phôi xoắn gân ít toàn thân, cứng 200 nè, chuyên ngâm đáy biển nha, câu săn hàng, quá tuyệt vời luôn, ngâm đáy biển câu săn hàng, hiệu quả luôn nha các anh, khoen xích gôn ạ. Và đọt cần 4 ly 8, trọng lượng là 436g, cây này sẽ có mã số 14, mã cần 14, giá cần là 1.750.000, 1.750.000 mã cần số 14 ạ. Tiếp theo mã số 15, 15 là một cây hai khúc Amphitaker nha các anh, chiều dài là 2m7, độ cứng 200, cần Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, dòng Top Fighter của Amphitaker nha. Khoen là khoen chung quỳ nha các anh, khoen chung quỳ, khoen Fuji xứ xám này, cây này đọt khá là to, đọt 4 ly 1 nha. Và cái bản này là một cái bản săn hàng mà phôi của nó phôi carbon cao cấp nè, nó quá nhẹ luôn các anh, quá là nhẹ, chỉ có 440g thôi, cầm trên tay á, nó nhẹ tên luôn nha. 27 cứng 200, bình thường những cái cây phô khác á, cứng 200 thôi là nó đã 600-700g rồi các, cây này khá là nhẹ, em cầm thấy nhẹ tê luôn nha. Bát thì sử dụng bát Fuji, bát vặn này, đấy là Amphitaker Hàn Quốc xuất thị trường Nhật ạ. Khoen là khoen chung quỳ hết, toàn dàn khoen luôn, từ khoen cái đầu bu cũng rất là to nha các, chắc chắn chịu lực tốt ạ. Chiều dài là 27 cứng 200, để anh nào săn hàng đó thì mình chốt nhanh cây này nha, em về được có một cây duy nhất thôi, hàng bãi cho nên là số lượng nó không nhiều nha các anh. Và mã cần số 15, giá là 1.550.000, 1.550.000 mã cần số 15 ạ. Tiếp theo là mã 16, là một cây ba khúc nha các anh, một cây cần ba khúc độ cứng CX, cây này là của Olympic Century này, ba khúc nha các anh, CX ạ. Chiều dài cần sẽ là 4m2, 4m2 xế thì các anh đánh ba tiêu hoặc câu câu bạc bãi này, quá phù hợp luôn. 4m2 và cứng xế nha các anh, 4m2 xế, bác sử dụng Fuji FX7 chữ vàng nhập bắt gặp ạ. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn, Olympic Century, 4m2 xế cho mình, và đọt cần là đọt 3 ly nha các anh. Đánh ba tiêu sang hàng cây này quá tuyệt vời luôn ạ. Cần hơi xước xác thôi nhưng mà phôi lóng tốt, không ảnh hưởng gì nha các anh, không ảnh hưởng gì, phôi lóng vẫn còn tốt này. Cần ba khúc 4m2 và trọng lượng là 626g, mã cần số 10, mã 16 nha các anh, mã cần cuối cùng, mã 16 có giá là 2.650.000, 2.650.000 mã cần số 16 ạ. Và tiếp theo thì xin phép giới thiệu đến các anh cái phụ kiện đồ câu.
Em xin phép giới thiệu đến các hợp phụ kiện đồ câu này nha. Thì nó sẽ có 3 ngăn luôn nha các anh. Có 3 ngăn. Này. Nhưng mà các anh dỡ lên thì có một cái ngăn đầu tiên nè, để mà mình nó sẽ chia thành những cái ô nhỏ. Có chụp nè, chụp để các anh quấn thẻo, và có một cái bịch lưỡi câu của Misaki các anh. Bịch lưỡi câu Misaki là lưỡi to và lưỡi săn hàng luôn. Mà các anh tham khảo đây. Lưỡi to nha, lưỡi size số 22 của Misaki. Đấy, Misaki. Một hộp như này được 50 lưỡi ở bên trong ạ. 50 lưỡi, và nó có cả những cái cây để các anh gỡ lưỡi này. Những cái cây gỡ lưỡi cho mình. Đây là một tầng nha các anh. Ở bên dưới dỡ cái lớp này lên, nó sẽ còn một tầng. Đây, nó tới 3 tầng lận các anh. Và dỡ thêm tầng này lên thì bên dưới là tầng cuối cùng nha, có 3 tầng. Mỗi tầng như này thì như tầng này thì được 8 ô này, các anh đựng đồ thoải mái luôn. Ví dụ mình đi câu biển hoặc đi câu xa mình đựng được rất là nhiều đồ luôn nha các anh. Nó bán cả hộp với cả phụ kiện bên trong. Phụ kiện bên trong thì có lưỡi câu này để chụp quấn thẻo, bên dưới thì có thẻo, có lưỡi của QH của Gamma, và có cả chụp nhỏ, có cả chụp xa nhỏ luôn. Bên dưới em bán cả hộp và cả phụ kiện bên trong nha các anh. Cả hộp cả phụ kiện 990.000 nha. 990.000. Các anh muốn tham khảo thêm chi tiết, các bạn Zalo với em số này, em gửi thêm chi tiết để các anh tham khảo. Mã 17 990.000, mã số cuối cùng ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Xin chào tạm biệt các anh ạ.